tốt là bí quyết đã được anh Đỗ Quý Hạo, tỷ phú khoai lang chia sẻ trong chương trình Người đương thời tuần trước. Tuần này chúng ta sẽ được anh chia sẻ bí quyết để những sản phẩm đó thành hàng hóa, chiếm lĩnh được thị trường và thu được lợi nhuận cao. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Người đương thời ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta thấy có một nghịch lý là người nông dân Việt Nam thì muôn đời là rất là chăm chỉ, cần cù chịu khó nhưng mà vẫn chưa thoát nghèo. Và các nhà khoa học thì vô cùng tích cực nghiên cứu và rất là tâm huyết để tìm ra những kiến thức, nhưng mà không phải tất cả kiến thức đều đến được với mỗi một người nông dân. Vậy thì chúng ta làm thế nào để giải được những bài toán này? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Đỗ Quý Hạo, một người nông dân ở Kiên Giang. Đã được mệnh danh là tỷ phú khoai lang đúng không ạ, hoặc là vua khoai lang. Dạ, có người gọi vua là tiến sĩ ạ. Tiến sĩ khoai lang đúng không ạ? Vì anh có rất là nhiều những câu chuyện thú vị, những bí quyết thành công để chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Thực ra là anh đã bắt đầu từ trồng cây gì đầu tiên tại Kiên Giang ạ? Lúc đầu thì đi làm thuê cho cái ông chủ đó thì ông trồng dưa hấu. Ông làm thì cũng làm, mà sau khi đó thì khi mà mình làm riêng rồi thì mình cũng vẫn chọn cây dưa hấu, tại vì cái cây dưa hấu nó cho cái thu nhập cao. Vâng. Dưa hấu rồi lúa. Rồi cũng có trồng bí đao là ba, là dưa leo, củ kiệu là 4, dưa leo là 5, khổ qua là 6. Cái gì là bận ạ? Dạ, trồng cây khoai lang nữa. Khoai lang là 7, nhưng còn có cả cây điên điển đúng không? À, cây điên điển là trồng để cải tạo đất thôi. Điên điển là 8. Vâng. Thế là anh trồng khoảng độ 8 loại cây. Vâng. Thế tại sao thì anh lại cuối cùng lại quyết định là dừng lại là trồng khoai lang? Cây khoai lang thì coi như là mình săn sóc được là nó tới cái quần thể, chứ không phải săn sóc cá thể. Thì từ chỗ đó là nó cho mình có khả năng áp dụng cái phương pháp là sản xuất hàng loạt, tức là sản xuất theo kiểu công nghiệp được. Thì nó mới cho mình cái quy mô sản xuất lớn. Vì sao lại muốn có quy mô sản xuất lớn ấy? Dạ, quy mô sản xuất lớn thì nó mới đem đến cái thu nhập lớn được. Lý do mà anh muốn trồng khoai lang là để có quy mô lớn. Thế anh có thể ví dụ như là trồng lúa cũng có quy mô lớn. Mình cũng có học về trên cái ngành kinh tế thì và cũng có học sơ qua thì coi như là mình muốn hoạch định một cái chiến lược cho cái mùa vụ. Thì mình phải có kết hợp nhiều yếu tố mình mới tạo thành cái hoạch định mùa vụ. Bây giờ ví dụ như là cái thị trường thì mình phải tìm hiểu cái thị trường là mình cũng phải xem cái biểu đồ của thị trường nông sản thế giới. Nó cao vào cái tháng nào rồi nó thấp vào cái tháng nào để mà mình định hướng cái mùa của mình nó vào cái mùa nào. Thế hoặc là bây giờ là những cái vùng nào mà họ sản xuất ra cái hàng hóa nó vào cái tháng nào thì để mà mình tránh né người ta. Từ những cái đó nó mới tạo lên những cái yếu tố để mà mình hoạch định cái chiến lược đó. Tức là anh vừa nói anh học đại học kinh tế ạ. Học kinh tế. Anh học ở đâu ạ? Tôi cũng có xin vào trường Đại học An Giang, không có như lần trước nữa. Lần này thì qua cũng hơi biết tí xíu về mạng, rồi là giao lưu với thầy Hải. Rồi bắt đầu thì nhờ thầy Hải xin vào dùm. Anh có thể kể về thầy Hải là thời gian mà tôi có trồng một cái loại cây điên điển để mà cải tạo đất, trồng xong được cái đó rồi thì tôi viết thành một cái bài báo đăng lên trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Đó là thầy Hải đang học ở bên Mỹ. Thì là thầy Hải mới truy cập vào Internet thì thầy Hải mới tìm được cái bài báo đó thì bắt đầu nói, ủa sao cái ông nông dân này mà ông lại làm cái này thì hay quá mà ông lại viết được thành báo nữa. Thế bắt đầu là thầy Hải mới gửi email về cho tôi. Thế rồi bắt đầu giữa tôi với thầy Hải mới làm quen. Giữa tôi với thầy Hải bắt đầu mới làm quen với nhau rồi là lên đây rồi bắt đầu tôi mới nhờ thầy Hải xin vào cho đi học ở Đại học An Giang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thạc sĩ Trần Minh Hải, quyền trưởng khoa kinh tế Đại học An Giang ạ. Xin được hỏi là cái bài báo mà anh Đỗ Quý Hạo có vừa nói về cây điên điển thì vì sao lại gây được, thu hút được sự chú ý của anh? Tôi học về phát triển bền vững thì lại thấy một ông nông dân này lại trồng điên điển, mà là trồng điên điển để cải tạo đất thôi. Thế cái điều đó có gì đặc biệt ạ? Nó khác với người ta. Người ta làm thế nào ạ? Nông dân thì đi lấy thuốc xịt cỏ xịt cho điên điển chết. Còn ông này để đi trồng cho nó sống. Về mặt khoa học á, điên điển là một trong những cái cây mà nó cải tạo đất rất là tốt. Ngoài cải tạo đất, cải tạo môi trường, cái rễ của nó nó có nhiều cái nốt sành. Thì nếu như mình trong cái mùa lũ mà mình trồng cái điên điển và sau khi mình thu hoạch mình để lại cái rễ của nó thì cái vụ sản xuất sau á là mình giảm được rất là nhiều chi phí. Và lúc đấy anh có nghĩ là anh muốn tìm hiểu thông tin về anh Đỗ Quý Hạo này để làm gì không? Thực ra em đang ấp ủ một cái đề tài là
trồng cái cây điên điển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ở những vùng lũ mà sản xuất cái lúa vụ ba bắp bên, thì trồng cây điên điển để làm kinh tế cái thứ nhất, cái thứ hai là tạo cái môi trường bền vững. Thì đây là cái đề tài mà mình cũng đang ấp ủ. Và thế là chúng ta đã tìm thấy một ông nông dân đang đi trước mình. À, đi trước ạ. Qua cuộc trao đổi vừa rồi thì tôi thấy là anh khuyên anh ấy đi học kinh tế. Vì sao đang trồng điên điển thì lại phải đi học kinh tế làm gì ạ? Nó xuất phát từ cái chuyện đó, anh Hảo anh nói là thầy ơi, tôi có cái ý tưởng là trên cái diện tích khoảng 17 hectare của tôi đó. Vâng. Thì tôi dự kiến là tôi lên trồng cỏ nuôi bò. Vâng. Rồi nuôi gà, rồi ở dưới là nuôi cá, rồi phần còn lại là trồng lúa, phần còn lại là trồng dưa. Vâng. Thì em mới hỏi là như thế anh làm như thế thì anh dự kiến làm sao, anh mô tả sơ lược. Thì khi anh Hảo anh mô tả, anh gửi qua email các cái phương án để cho anh Hào coi. Thì giữa một cái mô hình mà trồng đa canh như thế và một mô hình chuyên canh cây khoai lang, thì em chứng minh cho anh Hào thấy trên một diện tích hectare, trên một hectare, trên một năm, nếu mà trồng đa canh như vậy thì cái lợi nhuận lúc đó thì theo mình tính toán á, là nó khoảng 17 triệu. Đà. Trong khi nếu mà làm chuyên canh cây khoai á, là nó khoảng là 43 triệu. Thì anh Hào nói thầy căn cứ vào đâu thầy nói như thế. Đấy thì em mới nói thì đây là mình căn cứ vào những cái phân tích về kinh tế. Trong nông nghiệp mình phân tích về kinh tế. Anh có giới hạn về vốn như thế này, anh có hạn về đất đai như thế này, anh có giới hạn về nguồn lực về tài chính như thế này, thị trường như thế này. Như vậy thì dựa vào các kiến thức về kinh tế thì mình phân tích, mình đưa ra cái mô hình dự đoán như thế. Thầy nói về kinh tế là gì? Thế em mới nói thôi kinh tế là gì, thôi tới trường đại học An Giang đi, khoa kinh tế sẽ chỉ cho anh. Bây giờ anh thấy anh sản xuất giỏi rồi đấy, bây giờ là anh phải kinh doanh giỏi nữa thì mới tồn tại được. Thì anh mới hỏi vậy xin vô khó ra không, thì cũng tiếp tục xin nói thêm một hai email nữa, thôi được rồi để em nhận anh vô lớp. Và lúc này thì anh trở thành sinh viên của trường Đại học An Giang, khoa kinh tế, bộ môn quản trị kinh doanh. Anh thấy những cái môn gì anh thích nhất ở đấy ạ? Các cái môn học ở trong trường ở Đại học An Giang về khoa kinh tế thì tôi thấy cũng rất là nhiều môn hay, nhất là đặc biệt là ví dụ như là quản trị kinh doanh thì giúp cho mình là hoạch định về các cái chiến lược dài hạn, chiến lược ngắn hạn, thế rồi hoặc là các cái chiến lược là marketing chẳng hạn. Thì chiến lược marketing như thế nào ạ? Gồm có 3 cái chiến lược, tức là chiến lược giá rẻ, rồi chiến lược khác biệt, rồi chiến lược tập trung. Thì do cái đó thì mình tùy theo vào các cái điều kiện mà cái phân khúc khách hàng của mình, phân khúc thị trường của mình nó như thế nào, rồi là đồng thời là cái khả năng, cái thực tế, cái sản xuất của cái đơn vị mình. Vâng, thế là anh chọn chiến lược nào, chiến lược giá rẻ, chiến lược khác biệt hóa hay là chiến lược tập trung? Chủ yếu nhất của tôi là tôi tập trung vào cái khác biệt nhiều hơn. Chiến lược khác biệt hóa? Vâng. Cụ thể cái điểm khác biệt của anh là gì ạ? Khác biệt của tôi ở đây thì tức là nó là vừa là khác biệt nhưng mà có thể nói là nó cũng lai theo cái chiến lược đại dương xanh. Ví dụ như đại dương đỏ thì coi như là mình phải là hạ gục đối thủ, hoặc là coi như là phải có cái là trong kinh doanh nó rất là coi như là sôi động, là bên này làm ra một cái sản phẩm này thì bên kia làm sao phải có cái sản phẩm nó cao hơn, nó ưu việt hơn để mà dẹp bên kia rồi để bên kia. Thế còn như chiến lược đại dương xanh thì tìm và tạo khoảng trống trong thị trường, thì coi như từ cái chỗ đó thì coi như là sẽ làm cho cái kinh doanh nó có vẻ là nó êm dịu hơn. Thế rồi mình có thể là biến đối thủ thành đối tác. Thực tế như bây giờ tôi đang kinh doanh này, tức là tôi đang sản xuất là 50 hectare khoai lang bây giờ. Thì tôi có áp dụng theo cái chiến lược đại dương xanh. Như thế nào? Tức là tạo khoảng trống trong thị trường. Thì bây giờ qua cái mạng Internet thì mình truy cập Internet thì mình biết là cái biểu đồ về cái nông sản thế giới thì cái về mùa đông thì nó cao vút lên. Tức là nó rất là cao, tức là lúc đó là đang khan hiếm hàng. Đồng thời thì coi như là ở trong cái khu vực của mình đây thì lúc đó lại cũng không ai có hàng, thì mình nghĩ rằng đó là một cái khoảng trống, thì bây giờ mình làm sao phải lấp vào cái khoảng trống đó. Mình sẽ phải là coi như là tính toán một cái bài toán như thế nào để mà coi như là đưa được hàng vào trong cái thời điểm đó. Anh làm thế nào? Mình lên đê bao, tại là coi như là thuê được 50 hectare đất của bà con, xong rồi là tôi cũng tính toán về vấn đề là cái áp lực nước nó như thế nào đó, rồi bắt đầu mình mới tính rằng là bây giờ mình làm như vậy thì tức là mình đã học qua kinh tế thì mình đưa vào dự án.
Rồi dự án thì bây giờ là mình đào như vậy thì mình mất bao nhiêu đất, cái tiền công đào đó là bao nhiêu, thế rồi là mình mới chia cho mỗi một ký sản phẩm, thì cuối cùng lại thì tức là cái thực tế đó thì một ký sản phẩm, tức là một ký khoai của tôi cứ mỗi một mùa bán thì phải chịu 100 đồng chi phí cho cái tiền thuê bao. Nếu như mình không bị mất 100 đồng này thì coi như là người ta bán, mình bán thì tức là người ta bán 5 ngàn thì mình cũng bán 5 ngàn thôi, nhưng dù có cái đó thì coi như mình mất 100 nó, nhưng mà sau là mình sẽ bán 7 ngàn. Vâng. Và đồng thời mình để cái thời gian dài ra thì năng suất nó lại tăng lên đấy nữa, thì coi như là tức là cái giá thì mình tăng được gấp rưỡi, và đồng thời là cái năng suất mình cũng tăng gấp rưỡi nữa, thì chắc có thể là nó cũng gần gần là tăng gấp 2 lần. Vâng. Nhưng mà nó chỉ mất có 100 đồng thôi, tức là mình thực hiện cái là